Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Thì trong cái bản tin là ngày hôm nay đó quý vị, em sẽ cập nhật cho quý vị và những cái thông tin liên quan về cái cô là Bánh Bông Lan, là quý vị cũng biết là cái cô là VO mình đúng không quý vị? Thì những lần á là cô này đã làm rất là nhiều những hóa đơn, thì tố giác là những anh em YouTube nè, hoặc là tố giác và bà Nguyễn Phương Hằng về những cái vấn đề lên vu khống xuyên tạc và xúc phạm vào đời tư của cô ta vậy đó quý vị. Đó, rất là nhiều kênh đã bị cô ta tố giác. Nhưng cái thông tin mà em muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn đây đó, nó cực kỳ là hay và cực kỳ là hấp dẫn. Thì hiện tại thì quý vị biết là thầy Diêm Ni Quỳnh mình đúng không quý vị? Có một thời gian quý vị cũng biết liên quan tới vấn đề của thầy Diêm Ni Quỳnh, nó rất là lùm xùm, là bị chi nã hoặc là thế này thế nọ gì đó, có một thời gian rất là lùm xùm. Nay thì em nhận được cái nguồn thông tin là thầy Diêm Ni Quỳnh đã chính thức làm những lá đơn là kiến nghị lên cơ quan chức năng là để kiện cái cô á, là VO mình đó quý vị, về những cái vấn đề là lên là vu khống hoặc là xúc phạm, là làm mất cái danh dự của người khác. Quý vị biết trong cái thời gian mà bà Nguyễn Phương Hằng bị cái cô VO này lên tiếng là nói cô ta kiện đó quý vị, thì cô ta cũng đồng loạt là kiện những em YouTube, trong đó có những cái kênh như là Jim Ni Quỳnh hoặc là một số kênh rất là có tiếng, rất là nổi tiếng. Thì quý vị biết thì những người này không có làm gì, chỉ là nói chung là chỉ là ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng thôi, thì cũng bị ăn những lá đơn của cô ta là vô điều kiện, ăn những lá đơn của cô ta là không hiểu những cái lý do gì tại sao lại bị kiện, rồi bị cơ quan chức năng có thể là mời lên làm việc hay không thì mình cũng chưa biết đó nghe quý vị. Nhưng chắc thì mình sẽ biết được cái thông tin là cô ta sẽ bị phản lại những lá đơn đó. Tại vì biết kiện người ta mà không có bằng chứng, không có chứng từ rõ ràng thì làm sao mà kiện được những kinh này, những người này. Ở người ta làm gì sai rồi kiện người ta lên, rồi lên làm việc, những người này lên sẽ đồng lòng lên làm việc với cơ quan chức năng. Rồi cơ quan chức năng sẽ đều không điều tra những cái vấn đề mà tại sao là kiện với cái lý do kia mà không có bằng chứng, thì cô ta bắt buộc phải bị kiện ngược lại. Thì vì biết cô ta tấn công vào bà Hằng và tấn công vào những em YouTube. Lúc đó quý vị thấy không, có rất là nhiều những cái kênh là bu bám theo, cũng mà đặt lên tiếng là kiện thế này, kiện thế nọ. Rất là nhiều kênh cũng đòi kiện như cô Hằng Nico, hoặc là cô Đinh Lan Trà, hoặc là anh Đờm Vĩnh Biệt mình gì đó quý vị. Em nói những người này thấy là người ta kiện như vậy á, đang lùm xùm trên mạng xã hội thì bắt đầu cũng hầu như là bu bám và ăn theo đó quý vị, cũng bày đặt làm theo, rồi cũng bày đặt lên tiếng là kiện thế này, kiện thế kia. Nhưng cái kết quả là bây giờ quý vị thấy là ai là người phản đòn, chính là cái cô VO mình. Cô ta mạnh miệng lắm, cô ta tuyên bố mạnh miệng là kiện hết những người này, rồi kiện hết những người khác, và cho đi vào T30 ở với bà Nguyễn Phương Hằng hết. Thì nay quý vị đã biết được, đã nhận được cái thông tin là thầy Diêm Ni Quỳnh đã làm lá đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng, và cơ quan chức năng thì bắt đầu đang chuẩn bị vào cuộc đó để điều tra cái vấn đề của cô VO mình, là tại sao lại kiện là những cái kênh này, hoặc là kiện những cái người này về cái lý do gì lý do nọ. Thì bây giờ quý vị nghĩ ha, là nếu mà điều tra cô ta là những cái tội mà vu khống hoặc là xuyên tạc gì đó quý vị, thì có thể là cô ta cũng hay dính vào những cái vấn đề là 331 gì đó quý vị, nó rất là rõ ràng. Đó, tại lên vu khống xuyên tạc cho người ta rất là nhiều, đó nhục mạ người ta, rồi làm những lá đơn tố giác người ta mà không có chứng cứ gì hết trơn, thì sẽ bị phản đòn lại thôi. Đó, còn về cái danh dự nè, như quý vị biết đi, còn những anh em YouTube nè, hay là thầy Diêm Ni Quỳnh gì đó, người ta cũng có công ăn chuyện làm, đó của người ta còn phải dạy học thế này thế nọ rất là nhiều, rồi cô lên kiện người ta như vậy, rồi người ta sẽ mắc cái thanh danh là bị công an mời tới lui, rồi sẽ có nhiều người đánh giá, rồi mắc cái danh dự của người ta, ai sẽ bồi thường? Thì những người này sẽ bồi thường đúng không quý vị? Quý vị biết đó, lúc mà bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam đó quý vị, những cái kênh YouTube này đòi bắt bà Hằng, những cái dạng mà ăn theo đó, đòi nói bắt bà Hằng bồi thường danh dự là xúc phạm thế này thế kia, một người mấy tỷ làm thuốc, thêm một số người nói bị thất thoát rồi mất tiền, mất mấy chục tỷ gì đó, đổ thừa cho bà Hằng. Mình nghe mà mình mất nhục quý vị ơi. Bà Hằng bị bắt cũng đổ thừa bà Hằng. Bây giờ bất cái gì á, nói chung á, lúc đó thì quý vị biết á, là cái gì á là cũng đổ thừa cho bà Hằng hết trơn. Cái gì á thì bà Hằng cũng là người đứng phía sau. Đó, thì bây giờ quý vị thấy bà bị tạm giam rồi, thì sao đổ thừa bà được nữa. Tôi cũng kiếm muốn đổ thừa cho bà lắm mà đổ thừa không được nữa quý vị. Tại vì bà bị tạm giam rồi sao đổ thừa được nữa. Đổ thừa nữa bằng đặng bị cơ quan chức năng người ta bắt bị mời sao. Đó, thì quý vị thấy á, là
cái trong mấy ngày hôm nay đó nó rất lùm xùm về những cái vấn đề đó là liên quan cái tỉnh Thất Bồng Lai nữa quý vị, và một số là dàn luật sư bẩn bựa để binh vực và bảo vệ cho tà ham đó, có rất là nhiều ngày hôm nay mấy ngày nay là nó đang lùm xùm. Thì quý vị cũng biết trong ngày hôm qua thôi là nó đang xảy ra những cái chuyện rất là lớn, như là công an tỉnh Long An đang điều tra thêm hai cái vụ việc là lừa đảo hoặc là chiếm đoạt tài sản, lừa đảo và những cái đoạn lộn luân lụm lon gì đó quý vị đó, thì nó rất là rõ ràng rồi đó. Thì em cũng những cái thông tin đó thì trên mạng xã hội rất là nhiều rồi, em cũng không muốn chia sẻ nhiều cho quý vị, thì em sẽ chia sẻ tiếp là những cái câu chuyện mà liên quan về cái cô VO và một số thành phần như là những cái kênh YouTube dơ là lên binh vực bất chấp và có thể là chửi rất là nhiều những anh em YouTube đó. Theo quý vị biết đó, là mấy ngày hôm nay thôi là có rất là nhiều những cái kênh YouTube dơ nữa vậy, lên mạng á là ngông cuồng lắm, là chửi rất là nhiều anh em YouTube. Có thể là quý vị biết đó, là những cái kênh như là Thanh Nguyền nè hoặc là Trai Đồng Bằng đó quý vị, là người ta đi tới nhà hoặc là người ta đi điều tra những cái vấn đề á, là những cái thông tin của tỉnh Thất Bồng Lai, ta đưa những cái thông tin đó lên trên mạng xã hội. Thì có một số kênh đó là binh vực cho tỉnh Thất Bồng Lai, là lên chửi những hai anh này, hai anh như Thanh Nguyền và Trai Đồng Bằng quý vị, nói là chỉ biết là bu bám và chuộc lợi, nói là những người chỉ biết tấn công vào những trẻ em nhỏ, rồi còn nói sao không biết mở ra thử đi mà mướn những cái người trẻ em đó, rồi bắt đầu về nuôi dưỡng, rồi mở những cái tỉnh Thất Bồng Lai đó ra, rồi đi kêu gọi từ thiện có được giống người ta không, nói mà không biết suy nghĩ luôn đó quý vị. Em nói thiệt luôn á, nói mà không biết suy nghĩ, tự nhiên đi làm như vậy làm gì, làm vậy đang cho bị công an người ta bắt hả, người ta phán có tội hả, thấy sợ sợ trước mắt đó rồi còn bắt người ta đi làm nữa, nói không biết suy nghĩ luôn quý vị. Quý vị nghĩ em nói đúng không đó, tự nhiên kêu người ta mở cái tỉnh Thất Bồng Lai giống người ta, rồi đi kêu những cái trẻ em đó, rồi đi làm những kịch bản đó, rồi đi thi thách thức chân hài, rồi đi lừa gạt người ta hả, rồi đón đẳng cho bị phiên tòa ta phán ở tù hả, đâu có ai mà rảnh đâu vậy. Cái chuyện rõ ràng trước mắt mà đi lên binh vực, mà binh vực cái kiểu gì mà cái gì đầu óc thì như trái nho, đầu to mà óc như trái nho đó quý vị. Thì cái câu nói rất là hay đó, đầu to mà óc như trái nho, không biết suy nghĩ cũng vừa đặt, không có biết phản biện mà cũng vừa đặt lên nói những người này bảo lên phản biện thử làm giống người ta, làm giống người ta đặng cho ở tù giống ổng hả, đâu có ai mà rảnh gọi mà muốn đi ở không không làm, đi làm ở tù, người ta chỉ lên phản biện thôi. Rồi lên nói quý vị biết ha, còn lên nói là những người này, những cái anh này á, anh YouTube là như Thanh Nguyền á hoặc là Trai Đồng Bằng á, thì chỉ biết là đu bám vào những bà phụ nữ hoặc là đi tới nhà người ta kiếm những cái thông tin là nói người ta bị công an mời thế này thế nọ. Ủa quý vị nghĩ thì rõ ràng là báo chí báo đài đưa là thông tin là mời như cái vụ của cô Lan Lưa Thưa thôi là rõ ràng rồi đó, thì người ta cũng làm theo những cái thông tin trên báo chí báo đài, thì cô ta bỏ trốn hoặc là cô ta không có lên, thì trong ngày hôm nay thì cô ta sẽ lên làm việc với cơ quan chức năng về những cái vấn đề đó. Thì cũng nói người ta bị ra câu chuyện coi gà mê, bắt đầu kiếm những cái câu chuyện gì nói là xúc phạm người khác. Em nói thiệt luôn quý vị ha, hầu như đó, từ lúc mà em bước chân vào những cái làm YouTube này đó quý vị, em thấy là chỉ có một số thành phần như những cái kênh YouTube dơ nè hoặc là một số bọn lương bẩn bựa thôi quý vị, là mới có hành động là chửi rủa người khác, là xúc phạm người khác thôi. Em chưa từng thấy những cái kênh YouTube mà bên phe hoặc là bên đây á, ủng hộ bà Hằng hoặc là những kênh YouTube làm thiện nguyện á, chưa từng mở một lời nào ra chửi thề với ai trên những cái kênh YouTube, chưa có mở miệng chửi thề gì hết. Em chỉ thấy là những cái bọn lương hoặc là những cái bọn YouTube dơ hoặc là một dàn luật sư bẩn chính thức mở miệng chửi thề, lăng mạ, sỉ nhục người khác trên mạng xã hội thì em có thấy rồi. Còn về những kênh YouTube thì em chưa từng thấy, bởi vì em mới tin tưởng rồi những kênh YouTube người ta làm, người ta có vấn đề gì đó là người ta đi khảo sát, người ta đi tới nơi tới chỗ. Chứ người ta không như một số người thì ở nhà, chỉ biết ở nhà thì đợi người ta làm rồi bắt đầu đi ăn cắp đường like, rồi đợi người ta làm rồi ở nhà đi phân tích và phản biện. Cái đó đâu có hay. Mình giống người ta, mình đi làm theo người ta, mình đi phân mình đi tới nơi tới chỗ mình làm giống người ta còn chưa ăn thua nữa. Ở đó bày đặt ở nhà chỉ biết xem, đợi người ta lên clip rồi bắt đầu ngồi nói cái này, ngồi chăm chọc cái này, thấy người ta nói lỡ nói sai một hai điều đó quý vị. Cái lên ngồi chỉ trích thế này thế kia, như vậy đâu có giỏi đâu quý vị, như vậy đâu có hay hơn ai đâu. Phải ra ngoài khảo sát, em chưa từng thấy một clip nào mà những cái bọn lương đi ra ngoài mà tới chỗ này quay có sự kiện gì đó, tới chỗ này quay, tới chỗ kia quay, em chưa từng thấy luôn. Em chỉ thấy là ở nhà thôi, là chờ nó lên clip thôi, ăn ké rồi còn bày đặt nữa, đúng không quý vị? Thì nói chung thì nói một hơi mấy con bức xúc em chửi mấy người này nữa quý vị em. Thì nói chung thì cái bản tin mà ngày hôm nay thì em chỉ muốn lên để em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nha quý vị.
À, kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh của em nó mất đề xuất rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ đăng ký kênh và nhớ cho em một like luôn nha quý vị, để cho kênh của em nó phát triển nha quý vị ơi. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào và bye bye quý vị. Bye bye.